Good afternoon, Ngọc Anh xin kính chào cả nhà Facebook thân yêu và YouTube channel của Ngọc Anh. Đây, bữa nay là thứ 7, ngày 12 tháng 6 2021. Đây là bãi biển Natural Bridge State Park. Cái biển này thuộc của tiểu bang, rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Natural Bridge. Hôm nay cũng nửa năm rồi. Hôm bữa đi xuống đây hôm ngày New Year. Nó không có đông lắm. Bữa nay được xuống Santa Cruz. Biển đông quá. Dạ, hello chị Mai Hiền. Để giờ ngày xuống đây kẹp xe. Surfing đã lắm luôn á. Cái mé bên đây là người ta mặc đồ để surfing không á. Bên mé bên đó nằm surfing sướng lắm. Đây là dấu ấn nè. Chỗ này là quá đẹp luôn. Chỗ này là một trong 10 cái bãi biển đẹp nhất của thành phố Santa Cruz. Santa Cruz tới 34 bãi biển rồi. Đi không biết chừng nào mới giáp luôn á. Cái thành phố Santa Cruz thôi là go, nhưng mà không có người nào ngồi gần mình hết. Tự chơi tự take care. Chỗ này nó có cái phạt ở bên trong, nó có cái gọi là cái vườn hoa bướm bướm. Cái vườn bướm bướm mà giờ này không biết mình đi không có bao giờ mình gặp được bướm bướm đó. Butterfly Garden. Giờ nãy trên San Jose chắc cũng nóng 80 mấy độ, xuống dưới này mát quá. Và gió. Xuống nhúng nước xuống biển, nhúng chân xuống biển là quá đã. Quá đã. Cái chỗ này là chụp hình đám cưới với chụp hình rất là nhiều, thường thường nắng chiều rất là đẹp. Chỗ này là người ta hay đứng ngay chỗ này mấy năm trước, mình thấy người ta vẫn chụp hình đám cưới được chụp hình tại những cái đám cưới. Đây là một trong những cái điểm hot spot của Santa Cruz. Santa Cruz nhiều cảnh chụp rất là đẹp luôn. Ra nó còn lạnh nên mình phải đi phơi nắng một chút. Hồi cho người mình nó ấm rồi bắt đầu mình mới xuống mình tắm được. Ở đây hoa dại rất là đẹp luôn. Hoa dại đủ màu hết. Poppy flower với lupin với lại mấy cái bông tím tím đầy hết. Đi bộ qua cái gần đá này hồi sướng lắm à. Cái gần đá đen mình nó rất là đẹp. Chỗ này nó bí hiểm lắm. Nó nhiều hang hấp lắm. Ở bên trong thì nó hơi cạn hơn, dành cho mấy đứa nhỏ nó chơi cái bãi cạn. Cát cái chỗ này thì nó hơi đen, nó không có trắng giống như ở bên Carmel. Nhưng mà bên đây có cái cảnh này thì nó quá đẹp nên mình cũng ghiền cái chỗ này. Mình khoái nên mình phải bò qua. Đẹp không? Như vậy là buổi chiều ha. Buổi chiều qua cái lỗ này là coi mặt trời mà đi ngủ nó là quá đẹp luôn. Nhưng mà nhiều khi chạy về buổi chiều mà mình đi về trễ quá thì nó kẹt xe, mà đường xuống dưới Santa Cruz nó cũng lái cũng hơi nguy hiểm. Nó không có phải đường thẳng giống như Carmel, thành ra mỗi lần đường xuống đây cũng hơi ngoằn ngoèo lắm, nó cũng quanh co lắm. Cái đoạn đường thì xuống từ San Jose xuống đây có chừng 35 mai thôi, nhưng mà đoạn đường lái nó rất là quanh co, núi đồi chập trùng lắm. Trên dưới này có nhiều khu camping lắm, đi cắm trại ngủ qua đêm mới có mấy cabin ở dưới này cũng đã. Nhưng mà lái thì hơi ngao ngán một chút. Còn lái xuống Carmel thì nó đường thẳng, mặc dù nó dài 70 mai nhưng mà đường thẳng dễ lái hơn. Thank you.
là thiên nhiên đó. Cái dọc đây là xung quanh dọc cái mé này nó có cái Wider Stack, Wider Range. Rồi gần cái mé biển hồi nãy phải đi bộ xuống tới 20 phút mới xuống được bãi biển, vô tới cái Stack Park rồi đi bộ xuống 20 phút mà nắng quá nên thôi đổi tụ điểm. Ở xung quanh đây gần gần 1-2 mai rất là nhiều bãi biển, nó cứ nằm dọc, rất là nhiều. Tha hồ mà đi. Đem lò barbecue xuống nè, mấy người này họ cũng bưng đồ vất vả. Các bạn này đi xuống đây thì mình đậu gần trong đây thì 10 đồng tiền parking, tại vì stack phạt thì phải trả tiền parking fee. Ai tìm được chỗ lề đường thì cứ đậu lề đường, khỏi tốn tiền 10 đồng. Còn không thì tốn 10 đồng parking. Trong đây là có mấy bàn ghế barbecue, trong đó có lò luôn. Ai muốn ở khúc trên thì ở khúc trên, ai muốn thiên xuống dưới này thì thiên xuống dưới này, thì nằm dưới đây đã gần hơn. Đó, cái này nó cạn hơn, khỏi sợ bị chìm. Mấy đứa con nít nó bò lăn bò lết ở đây luôn, không sao. Ba má không có bị căng thẳng. Đó, thấy không? Nó cạn đìa. Đó, mấy em nhỏ chơi trong cái cạn cạn. Đó, còn phe ta đó thì ngồi chơi cát đó. Đó, tài xế thì giờ ngồi phơi nắng. Đám nhóc thì đó, múc cát và xúc cát. Đem bóng chuyền trên biển, thả diều, chơi banh, phơi. Ai muốn phơi thì ra đây nằm phơi. Mình thích đi leo lên trên đây lắm, mấy cái lõm đá đã lắm. Đẹp lắm. Chỗ này chưa đến thôi, đến rồi là cũng khoái lắm. Chỗ này là điểm hẹn của tình yêu đó. Ồ, thấy không? Quá đẹp không? Thấy cái lỗ không? Quá đẹp luôn. Thiên nhiên mà nó ra một cái giống như là bức tranh nghệ thuật vậy đó. Hello chị Mai. Santa Cruz Natural Bridge. Khoái chỗ này lắm. Bữa nay là trở lại chỗ này 6 tháng rồi mới trở lại nè. Nè, đó, thấy chưa? Điểm hẹn của tình yêu nè. Đây là tháng 6 rồi, hôm bữa lên đây New Year. Biển này là của tiểu bang. Nó bông quá chừng đẹp luôn nè, bông dại. Bông này là nằm ở biển. Đẹp không? Giờ mình ra đây mình đứng mình hóng gió, nghe tiếng sóng biển. Quá tuyệt vời luôn. Ở ngoài biển giờ này 7 mấy độ. Không có quá nóng, gió hiu hiu nữa. Đó, đi xuống dưới mấy cái con ốc, mấy con sò, mấy con mussel nó nằm đầy ở dưới đó, đen thùi lùi ở dưới. Nhà này đã không? Đó. Nhà ngồi, nhà của đại gia chắc. Ngồi trên bãi biển nhìn ra vậy, những cái nhà mà ở ngay chỗ này là quá sung sướng. Họ hưởng trọn nét đẹp thiên nhiên mỗi ngày luôn. Ở trên có cái security phạt, trả tiền vô cổng 10 đồng đi vô đây. Rồi trong đây có tập kinh, có public restroom sạch sẽ. Chỗ này mà mùa hè mà nóng rồi tới trễ không có tập kinh đâu, đậu ven bờ cũng không có chỗ đậu, mà trong đây nhiều khi cũng hết chỗ đậu luôn á. Nói chung chỗ nào mà mình quyết tâm mình đi á, thì mình đi ngày thường, đừng có đi ngày thứ bảy chủ nhật, vô mùa hè rồi ai cũng rảnh hết á. Người nào cũng túa xua nhau đi ngày thứ bảy chủ nhật hết. Thành ra ai mà muốn quyết tâm mà đi, mà cái chỗ nào mà mình thấy nó đông đúc quá mà mình không có đi kịp á, thì lấy ngày thường vacation hoặc là off ngày thường á,
đi thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó hạn chế được cái đám đông, là bảo đảm mình sẽ đi cho bằng được. Chỗ nào mình muốn đi là mình phải đi ngày thường, còn đi ngày thứ bảy chủ nhật là thua rồi đó. Bảo đảm mấy tụ điểm mà hot là coi như khó, mà tiền bạc kinh lắm. Nguyên cái vùng biển ở dưới Santa Cruz với lại Monterey chỗ nào cũng đầy dãy người. Đi 3 năm nữa chưa giáp. Mấy chục cái bãi biển này đi 3 năm nữa chưa giáp. Mấy cái đất nè, đá mà nó rớt xuống từng mảng, đá non chứ không phải già lắm, nó rụng ra nè, chứ đá già đâu có rớt ra. Quá đẹp luôn. Rồi hồi mình nóng lên rồi bắt đầu đứng phơi nắng, hồi nóng lên rồi bắt đầu mình xuống mình thò chân ở dưới bãi biển. Đó, bây giờ xuống đây ngồi nhìn mấy cái con này nha. Mấy cái con đen đen này quá chừng luôn nè, con mussel đen cù lùi nè. Nó đen giống như kiến gì đó. Nó không đó. Nó muôn trùng luôn nè. Đó, bây giờ mình ngồi mình ngắm. Ngắm mussel. Đó, nghe tiếng sóng biển. Đã không? Đó. Đó, bây giờ tưởng tượng thực đơn nè. Thực đơn là mussel. Ơi là mát luôn. Weekend này là tuần lễ cuối cùng của 15 tháng mình từ ngày con dịch dập ra đời, con cớm ra đời. Con cớm ra đời nên bắt đầu mình ở nhà. Bữa nay là 12 tay rồi, thứ ba này 15 tay là mình sẽ được tung tăng. Là 15 tháng ha, dấu ấn sự kiện 15 tháng con cớm ra đời. Con cớm. Đã quá. Chỉ cần ngồi ra đây vậy, phơi ra ngoài đây là em sướng rồi. Đó, em rất là sướng. Đó, ra đây làm sướng rồi. Chỉ cần nhìn mấy cái này ra là sướng rồi. Thấy chưa? Đó, bình yên không? Quá đã. Cách đây 2 tuần đi xuống với lại Pacific Row ở dưới. Cái poi lover ở dưới cũng quá đã luôn. Nhiều con lắm. Đó, nó đeo lên tới trên này luôn. Sóng biển mà đánh tới đâu là mấy con này nó đeo lên tới đó. Cái nhà, mấy cái nhà này ở trên bờ cao này, dưới này bông không à, dại nè. Quá đẹp. Chỗ này là tụ điểm của mấy người surfing. Bông à, bông tím nè. Bên kia thì bông vàng. Mình đi kiếm hang hóc lỗ, mình khoái đi kiếm mấy cái đồ bí hiểm á. Có hang hóc là vui à. Biển ở Santa Cruz đẹp quá. Đó, bây giờ mình qua bên đây mình quay ngược về, bé bên đây nè, đẹp cực kỳ ha. Thấy chưa? Nhiều cái con ốc nè, nhiều con sò nè. Nó bu lại. Bây giờ mình đứng nhìn thấy cái lỗ còn có chút xíu rồi ha. Qua cái góc bên đây nó bị khuất lại, mình nhìn thấy cái lỗ có tí xíu rồi. Nó bị nghiêng qua cái góc bên này. Đẹp lắm, cái eo biển chỗ này quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ồ, chim ở trên đầu hải âu nhiều lắm luôn. Rắn hết.
kiểu nào. Anh nói tóm lại Ngọc Ánh mê biển lắm. Chỗ nào Ngọc Ánh đi còn anh cũng nói đẹp, chỗ nào anh cũng thích hết trơn. Không có vấn đề gì với biển hết. Mê lắm. Đi đến đâu em cũng nói ồ em thích quá, em đẹp quá, rồi rốt cuộc đi đến đâu em thả hồn thả xác luôn chỗ đó. Mê. Đó, Hải Âu phi sứ. Đó cá nữa nè, đó đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? U đâu rồi, đâu rồi? Trong mấy cái ao nước nhỏ nhỏ này có mấy cá nhỏ. U có cua. Đó nó đang bò nè. Đó bò nè, đó đó đó. Con cua màu xanh nè. Wow, rong rêu cái màu xanh lẹ luôn, làm sao mình nhận diện được nó. Thấy chưa, nó đang nhúc nhích chút nhất nè. Đó bò nè, bò nè. Đó cua nè, đó thấy chưa. Wow, trời ơi, nhanh quá. Ồ, ở đây có mấy cái con. Con này là con. Con sao biển hay con sea urchin. Mấy con này, mấy con. Cái tên của nó tiếng Việt là cái gì, hôm bữa Ngọc Ánh đọc trên Facebook quên rồi. Đó, hôm bữa bên Monterey con này cũng nhiều lắm luôn. Quá đã. Thích lắm. Một nồi luôn. Cua quá chừng luôn, cua bé nè. Mấy con này bé xíu à. Đó, quá đã. Nó mới nở ra luôn nè. Trời thích lắm. Đó, mấy cái ao này nó động dũng tại vậy nó cạn cạn vậy nè. Cái này là nước lớn là nó đánh lên tới đây luôn đó. Quá đã, quá đẹp. Quá sướng. Đây nè, lỗ nữa nè, thấy không? Nói rồi mê lỗ hang hóc được lắm. Thấy chưa, hai cái lỗ nè. Hai lỗ nè. Giống như dấu chân của khủng long vậy. That's a big hole. Đó. Đó, bên đây nè. Gai góc bí hiểm lắm, anh Dự đang chụp hình làm gì đây. Đó, anh Dự anh cũng canh anh chụp hình mấy cái này đó. Đó đẹp lắm. Rồi cái nhà này trên vực thẳm luôn ha. Đẹp quá. Đây phó nhộm của em đó đang đi chụp lăng xăng chụp hình gì đó không biết nữa. Hôm bữa tháng 1 có đi lên đây nước nó dâng lên tới đây luôn, ướt hết. Đó thấy không đó, mấy ông này mới chụp hình nè. Bằng chứng là thấy không đó, chụp nè, đó chụp nè. Đó, những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đó. Đó sướng rồi đó. Làm sao mà băng qua được. Cái lỗ này chắc không qua được đâu hả. Bự lắm nè. Bên mé đó càng lúc đi càng đẹp. Nhưng mà đi xong không có đường qua. Chỗ này nó sâu quá mình không có dám đi qua. À.
nó sâu mà nó hai cái gáp, hai cái đường cách biển của nó bự quá, cái chân của mình ngắn không có thể nào mà phóng qua được chỗ này hết, cái lỗ này bự quá. Đó. Cái lỗ này bự không bò qua được. Đó, cái miệng nè, thấy không? Nó chui vô trong đây, nước nó chui vô trong đây, cái nó mắc kẹt lại ở trong đây nè. Nhưng mà có khúc gỗ, chắc ai bắt ngang để cho bò qua đó. Mà mình mặc quần tà lõn á là mình sẽ bước xuống và mình sẽ bò lên, sẽ lê lết qua bên kia đó. Đó con hải âu nữa nè, hải âu đứng ngơ ngơ mình nè. Đó, thấy chưa? Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, cái này là ngồi trong đây là cái mắt đẹp ở trong đây cũng đã lắm nè. Này đẹp quá. Chỗ này là rất gần cái chỗ này nè. Đó. Gần cái nhà này ha. Mà muốn qua được cái nhà này thì không có dễ rồi. Cái nhà đó là nhà của người ta chứ không phải là chỗ cho pháp lý. Rồi. Chừng nào mà mặc quần tà lõn thì bò qua được chứ giờ không thể nào bò qua. Quá đẹp, nó thiên hạ, ngơ ngơ với cái đám mấy con ốc, mấy con sò. Đẹp quá. Nguyên một cái đám đen đen ở dưới này là mấy cái con đó không á? Mấy con mắt sồ không đó. Cái lỗ thôi mà em mê, em đi miết xuống dưới này cũng vì cái lỗ, lặn lội xuống cái lỗ này. Một cái lỗ làm khổ đời em đó, lái nãy giờ 2 tiếng đồng hồ này kẹt xe. Muốn đi xuống chỗ này đi trong tuần là bảo đảm không có kẹt xe. Cả nhà, bữa nay ngày 12 tháng 6 ha. 2021 thứ 7. Tuần lễ cuối cùng